Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại bản tin cuối ngày của kênh Full Game Mobile. Lời nói đầu tiên mình cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và vạn sự như ý. Rất là làm phiền mọi người chưa có tới giờ livestream. Nhưng mình quá trời nóng lòng các bạn. Mình vui quá trời trong lòng. Về cái một cái bài báo cách viết cách đây 2 tiếng đồng hồ. Một bài báo hết sức là phải nói là của báo Công an Nhân dân. Chứ không phải là những bài báo lá cải để các bạn cứ tối ngày cứ cứ nhắm vào báo nói không các bạn. Chúng ta phải dựa vào những nội dung, vào những cái dữ liệu mà báo đó đã nêu ra. Chúng ta xem xét tình hình và phân tích như thế nào. Chứ không phải là chúng ta chê báo Dân Việt cũng là một bài báo rất là hay các bạn, rất là hay và tôi nói các bạn nghe rất là công tâm. Cái vấn đề ở đây là ai đúng thì thế nào thì viết đúng, ai sai thế nào viết sai. Tất nhiên là tôi thì không không phải là cái người làm báo, do đó tôi không thể nào mà tôi có thể là tôi nói với các bạn tôi không thể nào mà tôi nhận xét chính xác 100% được. Nhưng mà đây là bài báo thứ năm viết về cái sự việc mà những cái giờ chót trước khi bên Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có cái quyết định là như thế nào thì chúng ta đã có cái dự đoán ngày hôm qua và trả hồ sơ cho với phía Công an Thành phố Hồ Chí Minh luôn, hay là tiếp tục với cái bản cáo trạng, hay là nhập cái vụ án của chị Hằng và cái sự việc của Hằng Ni, thì một chút xíu nữa chúng ta sẽ trao đổi với nhau và có thể là trao đổi rất là dài các bạn. Do đó tôi vui quá, hôm nay chắc có thể là lên livestream hơn 1 tiếng đồng hồ. Mong các bạn cùng với tôi chia sẻ cái niềm vui ở phút 89 của trận đấu này. Chị Hằng đã diễn ra 8 hiệp đấu rồi các bạn, đã 8 lần trả hồ sơ rồi. 8 lần trả hồ sơ rồi, nếu như lần này trả hồ sơ nữa đó là tin vui các bạn. Tin vui, rất vui là phải vui. Ok, để mở đầu chương trình này thì tôi nói một số cái sự việc và bên lề ngày hôm nay. Đó là sự việc ba luật sư của Thiền Am. Ba luật sư của Thiền Am đã lên trên tất cả các trang báo mạng và đài YouTube. Tình hình của họ là không ổn rồi các bạn. Và bây giờ những người luật sư của Thiền Am lại lên trên mạng khiêu khích, giống như mình dạy cho người Thiền Am làm thế nào để phản động các bạn. Đây là một cái hành động hết sức là nguy hiểm. Hết sức là nguy hiểm. Và tôi nói với các bạn, những người luật sư của bên Thiền Am họ không còn lối về. Coi như là cái vấn đề của họ đã bít cửa. Và hiện tại bây giờ trả lời trước báo chí thì cơ quan cảnh sát điều tra thì người ta bảo rằng đó là những cái hình ảnh hay là những cái video clip mà phát lên mạng là được cho là ba luật sư này á, đi Văn Mỹ á, là những tin giả không chính xác. Và tôi cũng mong muốn là như vậy. Tại vì cái vấn đề điều tra về ba luật sư này có liên quan đến tổ chức phản động, tôi nói thẳng là như vậy đấy. Còn dang dở. Do đó cái sự việc điều tra có hay là không, cơ quan chức năng người ta rõ hết, chứ không phải là người ta không có rõ đâu các bạn. Các bạn đừng đừng có nhầm là YouTuber như chúng ta còn phát hiện ra họ đang lừa dối cộng đồng mạng, thì không lẽ các anh công an mạng anh không biết cái này đó, chẳng qua để im thêm tụi nó làm cái gì. Tôi chấp ba người luật sư đó đi qua Mỹ luôn đó, ở đây mà phát lệnh truy nã một cái thì dẫn độ đi về thôi. Thậm chí là nếu như những người đó mà khai ra thằng Trương Quốc Huy, dẫn độ thằng Trương Quốc Huy về luôn. Các bạn nhớ tôi đoán có đúng không? Dẫn độ luôn cái thằng Nguyễn Tiến Dũng và một số cái thằng khác. Trường hợp diễn ra giống như mà không không cần bắt mà tự đi về về nhà, giống như thấy ông Đường cũng vậy. Các bạn thấy cái sự việc ở Đắk Lắk không? Đó. Các bạn thấy cái sự nguy hiểm của nó chưa? Trước đó là những luật sư này đã có những cái dấu hiệu mà gần có những dấu hiệu mà về cái sự việc mà đưa cái bàn tay ra với cái khẩu hiệu là quyền con người các bạn, rất là giống với những thành thần học khủng bố mà trước đó tôi hứa với các bạn là cho các bạn xem, mà bây giờ tôi chưa kịp phân tích là họ đi xa. Tôi không hề có cái mối quan tư thù với những người này. Tôi tiếc cho họ là những người có ăn học, họ là những người tiến sĩ lực, những người thạc sĩ lực, mà họ không biết quý trọng cái sự tự do và họ không biết quý trọng
vì cái sự việc mà họ đang ở một cái nước mà phải là an toàn như thế giới các bạn, và ở nước Việt Nam, uống nước Việt Nam, ăn ăn đồ Việt Nam, sống cùng với người Việt Nam, họ không chịu. Họ có một cái tư tưởng nào đó từ đã rất lâu rồi. Tôi nói các bạn, họ đã muốn chống lại quê hương của mình từ lâu rồi các bạn. Tại sao họ là người có ăn học, họ đã học hết những cái gì đó ở trong ghế nhà trường rồi tới thi học đại học, họ không hiểu rằng những hành động họ là sai sao? Đừng có đổ thừa thế này thế kia thế nọ các bạn. Các bạn nhìn ra nước ngoài các bạn thấy không nước nào bằng được Việt Nam của chúng ta, cho tôi dám khẳng định với các bạn, tại vì chúng ta chưa có đi ra nước ngoài, chúng ta chưa có sự so sánh. Các bạn đi ra nước ngoài rồi các bạn có sự so sánh thì các bạn mới yêu quý quê hương mình rất nhiều. Không có đâu mà sung sướng, tôi nói thẳng với các bạn, không có đâu mà sung sướng hơn Việt Nam. Ai mà nói mà chỗ nào khác sung sướng hơn Việt Nam á thì hình như là cái đó tâm tâm thần không được ổn định. Một chai bia ở bên nước ngoài, lúc mà tôi đi qua Hàn Quốc á, một chai bia là 12 đô. Tôi nói các bạn nghe như vậy đó, bây giờ tôi ở Việt Nam bán chai bia cho các bạn 12 đô, các bạn uống uống không? Uống không uống thì tùy các bạn. Lúc đó các bạn đã bảo rằng mình không có quyền tự do. Đúng không? Còn các bạn đổ thừa là ở Việt Nam không có tự do ngôn luận. Tôi nói nội cái khán giả thôi. Khán giả yêu mến chị Hằng. Khán giả chống chị Hằng. Khán giả ủng hộ mấy cái thằng phản động. Rồi khán giả ba phải ví dụ vậy. Họ có quyền kênh tôi nè, họ có quyền họ lên họ chê trách người này, họ chê trách người kia, cái đó có phải là quyền tự do của họ không? Có ai cấm họ nói cái gì không? Nhưng những vấn đề họ nói mà pháp luật không cho phép mà họ nói thì họ phải chịu chế tài thôi. Đó thì tôi nói các bạn á, là ngay từ lâu rồi là những cái anh này đã có một cái dấu hiệu, dấu hiệu đây. Đây là Đường Văn Thái, là Thái Văn Đường, cái dấu hiệu của ảnh nè. Thấy không? Còn đây là dấu hiệu của ai? Cũng Đặng Đình Mạnh nè. Thấy không? Đó. Đừng có lợi dụng vào cái câu chuyện bảo vệ thiền am ha, mà bảo rằng mình vì thiền am mà mình bị gia nông nổi này. Tất cả là đều do bản thân mình mà thôi. Ai cho phép các anh lên trên mạng các anh phát biểu là quậy phiên tòa đừng cho diễn ra. Các anh tưởng các anh là ông trời hay gì? Đúng không? Bây giờ người thiền am sắc đất sang bang. Nó lợi dụng thiền am được ngày nào nó lợi dụng. Bây giờ nếu mà những luật sư này tôi nói trong tương lai bị bắt hết, bị bắt hết thì ai sẽ là người bảo vệ thiền am? Toàn bộ hồ sơ bút lục năm cái người luật sư này giữ hết. Năm người luật sư này có giao cho ai cái những người luật sư khác không? Rồi cái vụ cái sự việc mà hứa hẹn kháng cáo lên giám đốc thẩm, tái thẩm, các bạn nghĩ không? Rõ ràng là họ đang lừa dối khán giả một cách trắng trợn, mà khán giả bây giờ vẫn còn mụ mị. Tôi thấy tới trong thời điểm này thì tôi thấy người thiền am quá trời tội nghiệp, quá trời tội nghiệp, giống như một trái banh người ta muốn đá đi đâu thì người ta đá, không có chính kiến, không có gì cả các bạn, không có chính kiến, không có gì cả. Thì thôi cái con đường họ chọn những người luật sư này bảo vệ cho mình thì họ chịu thôi. Trách chi là người thiền am không nhận dạng ra họ ngay từ đầu, tôi đã nói họ ngay từ đầu rồi. Họ cãi không phải là họ cho cái người thiền am hết tội, bớt tội, mà họ cãi là do họ có một ý định khác. Có ai mà xúi người có ai mà xúi cái người bị cáo mà đứng lên quậy phiên tòa rồi rồi cãi lộn tay đôi với hội đồng xét xử, các bạn thấy có ai mà xúi mà cái người thân chủ của mình làm điều này? Do đó hai cái phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm người thiền am y án luôn, không giảm được bất kỳ một tháng nào, trong khi họ hoàn toàn họ có thể giảm rất nhiều. Thậm chí nếu như họ thành khẩn khai báo ăn năn hối lỗi không chừng bây giờ họ ra luôn không chừng. Thưa thì em bị bắt ngày nào? Ngày 4 tháng 1 năm 2022. Bây giờ là 5 rưỡi rồi đó. À 10, 10, gần 16 tháng rồi đó. Để coi 4 tháng 1 10, 15, 15, 10, 18 tháng rồi đó. Các bạn thấy 18 tháng rồi mà được cái nông nổi gì không các bạn? Đó thì tôi nói các bạn á, bây giờ những cái người luật sư của Thiền Am giờ bít cửa rồi, không 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 còn lối thoát nữa. Họ đã lên tất cả các bài báo, lên tất cả các bài đài rồi, nhưng bây giờ họ không trình diện. Họ không trình diện cơ quan chức năng thì họ hơi mệt. Tôi nói các bạn á, cái thông tin mà họ đi Mỹ là không phải bốc phét, bốc láo, dốc láo.
với cái tính của những cái người bên 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 luật sư này, thì họ qua Mỹ được một cái là có cái cuộc họp báo rồi, có cuộc họp báo với cái đám mà bên bên Mỹ rồi các bạn, cái đám mà cơ hội các bạn đó, đã có cuộc họp báo rồi. Họ chỉ là những cái giống như mà họ lúc trước họ chưa có bị mà truy tìm á, họ đi chơi nước này nước kia nước nọ à, thì họ ghép hình vô thôi các bạn. Các bạn nghĩ các bạn hơn cái anh an ninh mạng mà cái sự việc mà ủa người ta không có người trước gà người ta cấm xuất cảnh hay là sao? Nhớ lại đi, tháng 2 năm 2023 là họ đã bị cấm xuất cảnh rồi. Các bạn không tin thì tùy các bạn, mà tôi cũng không dám nói nhiều. Nói nhiều ảnh hưởng đến cái sự việc điều tra của cơ quan chức năng làm sao? Đó, còn cái sự việc đó, tại sao có một cái áo mà mặc người ngày này qua ngày kia? Cơ quan chức năng đang đang truy tìm các anh này để làm rõ một số phát ngôn mà để xem là sai phạm. Thì các anh này á, là trốn tránh. Rồi rồi được những cái đài mà RFA, RFI gì đó nó hậu thuẫn, nó bảo rằng là sang Mỹ. Tôi nói các bạn á, sang Mỹ bằng cái đường nào? Bằng cân đổ dân à. Sang Mỹ bằng cân đổ dân hay cái gì mà người ta không có ngừa trước? Người ta không ngừa trước được những cái người này. À, có những cái sự việc mà trốn tránh tội sao? Các bạn thấy rõ ràng vài bữa nữa họ sẽ lộ cái nguyên hình họ ra thôi các bạn, họ lộ nguyên hình của họ ra thôi. Mà tôi đã nói các bạn rồi, tôi đã khuyên nhủ rất là nhiều lần, có ăn có học nói chuyện cho đàng hoàng, chứ không phải có ăn có học mà lên trên mạng nói chuyện tầm bậy tầm bạ. Các bạn thấy là tổ chức phản động nó lợi dụng vào đấy để mà nó chống phá nhà nước chúng ta và gây ra sự đau lòng. Các bạn thấy ở Đắk Lắk không? Các bạn thấy tôi không nói câu nào hết. Tôi sợ rằng những lời nói của tôi nó cắt, nó ghép, nó xiên, nó tạc rồi mà ảnh hưởng đến an ninh quốc gia rất là nhiều. Chứ không phải là tôi không biết cái vụ sự kiện ở Đắk Lắk đâu các bạn. Từ từ tôi sẽ phân tích cho các bạn nghe. Ok. Nói như vậy á, là ba người luật sư của bên Thiền Am chuẩn bị tinh thần nhé. Các anh chị tôi thấy là 75%. À, 75% rồi đó. Vài bữa nữa nó đi ra cái 85%, 95%, 100% thì chuyển qua làm cái gì? Người ta sẽ thông báo một cái nữa. Người ta sẽ thông báo một lần nữa là cái gì? Cưỡng chế, để cưỡng chế giống như trường hợp ông nội Lê Tùng Vân á, lên trình diện cơ quan chức năng. Sau đó người ta sẽ thêm một cái thông báo nữa là không có gặp được nữa thì người ta phát hành tiền truy nã thôi, chứ không phải không 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 có có không có thể tránh khỏi được các bạn. Mà những cái người này họ biết lực, các bạn thấy rõ ràng không, họ biết lực mà họ không tôn trọng pháp luật. Tại sao cơ quan chức năng đang tìm họ, họ lên trên YouTube ngày nào cũng lên à, ngày nào cũng lên mà họ không chịu đi trình diện? Các bạn thấy rõ ràng là họ chống đối. Ủa, tính bắt chước giống như anh Trương Quốc Huy này kia đồ, cho Mỹ nó rước đi tị nạn Thái Lan, rồi cho Mỹ nó rước hả, 7 cuốn trước đi, 7 cuốn là tội 331 đó. Còn cái tội mà liên kết chống phá nhà nước là 10 tới mười mấy cuốn nặng các anh chị à. Đó, mà tôi nói các anh chị á, là lỡ may mà bị khởi tố giống chị Hằng Ni là coi như cánh cửa về luật là khép lại rồi. Trong cái tôi nghĩ là trong cái đạo đức về nghề nghiệp luật sư á, mà anh vi phạm thì anh sẽ bị tước bằng luật sư, anh sẽ không hành nghề luật sư được đâu. Anh là chỉ là người đại diện về pháp luật thôi, chứ còn luật sư là không. À, các bạn thấy là tình trạng của chị Hàn Ni các bạn thấy không, và thời hạn của chú sĩ, mấy người đó đang bị tạm tạm đình chỉ tư cách luật sư rồi đó, khi mà ra tòa là chấm dứt luôn. À, chấm dứt luôn. Hiện tại bây giờ thì người ta chỉ tạm đây, tạm đình chỉ thôi. Khi ra tòa mà có bản quyết của tòa thì những cái người đó sẽ bị thu hồi hết, thu hồi bằng sư hết. Đó. Hôm nay thì thông tin quá chị vui, do đó là đúng ra tôi phải nói về cái những anh luật sư được rất là nhiều. Thì thôi, hẹn các bạn và khán giả của Thiền Am trong những bản tin tiếp theo. Bản tin tiếp theo là bản tin gì? À, tôi nói thêm rìa chút xíu nữa nha. Ngày mai các bạn nhớ xem lại chắc 3 tập á. À, cái sự việc mà một cái người luật sư, một cái người YouTuber được xem là trí tuệ song toàn và anh Dũng trên mạng xã hội, đó là anh Phong Lùng. Anh Phong Lùng bây giờ bên phía anh Mộc TV, ảnh đã ra tối hậu thư luôn, ảnh gọi thẳng tên Phan Phong trên cái kênh YouTube của anh luôn, anh không sợ.
thì các bạn biết là cái sức nguy hiểm như thế nào. Cái trường hợp của Phong Lùng, cái người mà đi nói xấu chị Hằng của chúng ta, nó bảo rằng oxy 99,99% của Đại Nam là cho cá thở, mà nó nói cái mặt có gì nè. Nó thì nó nói các bạn, quả báo đã đến với nó rồi. Tới ngày mai mà nó không giáp mặt với cái người cư sĩ là cha nuôi của mình, à thì chuyện gì đến nó sẽ đến, sẽ thưa nhau ra tòa. Nếu như